Châu xin kính chào quý vị khán thính giả. Đây là chương trình Lời Vàng Ý Ngọc của Đài Sài Gòn TV do Minh Châu thực hiện phần dẫn chương trình và giáo sư Quyên Di trình bày phần nội dung. Giáo sư Quyên Di hiện đang giảng dạy môn ngôn ngữ, văn chương và văn hóa Việt Nam tại hai trường đại học UCLA và California State University at Long Beach. Minh Châu xin kính chào thầy ạ. Cảm ơn cô Minh Châu đã giới thiệu tôi với quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng tôi vui mừng chào đón quý vị đến với chúng tôi, chương trình Lời Vàng Ý Ngọc. Bây giờ đã là mùa xuân rồi. Nhưng mà mùa xuân năm nay nó cũng hơi lạ. Như hiện tại cô với tôi đang ngồi đây ấy, thì bên ngoài kia đó, mùa thu như đang len lén trở về thăm mùa xuân. Trời có nhiều mây xám, hơi lạnh lạnh. Tôi thấy thời tiết mùa màng đó, với lại con gái ấy, hình như có cái gì nó hơi giống giống nhau cô ạ. Ý thầy lại trêu Minh Châu rồi. Đâu có trêu đâu. Ý thầy nói là cái tính tình con gái giống thời tiết đúng không? Với khi thì khi nắng, khi mưa, khi nóng, khi lạnh, khi dễ thương ngọt ngào, khi lại giận dữ. Đúng không thầy? Chắc cô đoán đúng. Mà hình như là đoán tính nết của phụ nữ đó khó hơn đoán tính nết của thời tiết. Còn khó hơn nữa thầy. Thời tiết dễ đoán hơn, bây giờ có nhiều máy móc. Dạ vâng. Tôi nhớ thời xưa chúng tôi ở miền Nam Việt Nam đó, đã có những tin báo về thời tiết rồi. Mở radio Đài Sài Gòn đó, là có đây tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển. Tình hình tổng quát là đã bắt đầu kể ra. Còn phụ nữ con gái không có cái máy nào được đo cả. Bất cứ khi nào cô ấy đổi tính đổi nét cũng không biết được. Vậy thì thầy có trải qua mấy cái gian nan đó chưa? Tôi kính nhi viễn chi, tránh xa là tiện nhất. Hay quá. Thật ra ý tôi nói mấy câu chuyện này đó để chúng ta đưa vào câu chuyện trình với quý khán thính giả ngày hôm nay đó. Tôi nói tới những kỷ niệm mưa, nắng ở Sài Gòn đó. Chợt mưa, chợt nắng như thế đó, thì đúng như giống con gái vậy thôi. Con gái thì lúc thế nọ, lúc thế kia. Nhưng mà nói chung đó, khi tôi nói tới thời tiết mưa nắng ở Sài Gòn với lại con gái đó, tôi cảm thấy có một cái điểm chung nhau. Đó là cả hai đều đẹp. Cái điều này thầy nói đúng nè. Con gái Việt Nam rất là đẹp. Mà nhất là ở Sài Gòn, những cô gái ở Sài Gòn thì được update thời trang nè, chân diện nè, make up nè, thì tất nhiên phải đẹp hơn nữa, phải không thầy? Vì thì Sài Gòn mưa nắng đẹp như thế nào ạ? Mưa nắng Sài Gòn đẹp như con gái. Sự thật ra như cô nói đúng đó. Sài Gòn thời chúng tôi mà còn được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Trước đó đã gọi như vậy rồi, thời chúng tôi vẫn còn được gọi như vậy. Sài Gòn đẹp, đẹp từ những đường nét kiến trúc cho tới tính nết người Sài Gòn, cho tới khí hậu. Nhiều cái đẹp và khiến cho người ta nhớ. Khi mình gặp một người con gái đẹp đó, chắc chắn mình nhớ cái nét, cái dáng của họ, khuôn mặt của họ. Còn người Sài Gòn khi mà đã chung đụng Sài Gòn một thời gian tương đối là dài đó, thì không thể nào quên được những nét đẹp của Sài Gòn. Trong đó có nét đẹp của mưa và nắng. Mưa cũng đẹp, nắng cũng đẹp. Dù là cái đẹp đó nó đến thoáng qua bất chợt hay là nó lưu lại chúng ta lâu dài. Có những cơn mưa tầm tã lâu lắm. Nhưng mà có những vạt nắng vượt qua một cái thì hết, rơm trở lại. Hoặc là cơn mưa rào thoá một cái, chưa kịp mặc áo mưa thì đã khô rồi. Thí dụ như vậy. Nói về mưa nắng Sài Gòn đó, tôi có thấy ở trong tập san Việt học do Viện Việt học xuất bản đó, có một bài ký tên là ông Nguyễn Văn Ngưu. Viết khá hay, duyên dáng và chính xác lắm. Tôi nhờ cô đọc cho nó một vài đoạn. Dạ vâng. Nhiều người Sài Gòn hay nói Sài Gòn thật đổng đảnh, hết nắng rồi mưa, hết mưa rồi nắng. Phần lớn những cơn mưa Sài Gòn chợt đến một cách đột ngột.
không thông thả mà ào ào ngay từ những giây phút đầu tiên. Mưa ào ào, ầm ầm, xối xả. Sài Gòn cái gì cũng nhanh, ngay cả những cơn mưa cũng vậy. Đến hối hả mà đi cũng nhanh. Tưới mát cho Sài Gòn độ khoảng nửa giờ hoặc có thể ngắn hơn thì mưa tạnh. Trời lại trở về với cái nắng thường thấy ở Sài Gòn. Đường lại ráo như mưa chưa từng đến. Hoặc có khi đang mưa thì trời bỗng nắng. Hoặc có khi nắng vàng giòn giã, trời bỗng đổ cơn mưa. Nắng rực rỡ giác vàng, mưa rì rào làm ướt mềm những con đường như chưa từng được ướt. Lá rơi, Sài Gòn mưa, những chiếc lá me rơi rụng xuống mặt đường. Những cánh hoa không chịu được sức nặng của những giọt mưa cũng rơi xuống và an phận nằm trên mặt đất. Bầu không khí trở nên trong lành, mang mát và tĩnh lặng hơn. Những dòng xe xuôi ngược, chuông nhà thờ vang vọng, mưa ướt cả tiếng chuông. Ở Sài Gòn, đôi khi đi trên đường này thì vẫn nắng chang chang. Đi qua một con đường khác thấy râm râm, âm u. Đi qua con đường khác nữa là đã thấy mưa. Lụp bụp vài hạt lớn rồi bỗng mưa tầm tã. Không kịp rút áo mưa trong cốp xe ra là ướt ngay. Cũng có những ngày trời đang nắng nóng chang chang, đang chạy xe ngoài đường. Bỗng dưng chẳng lời báo trước, cơn mưa đổ ào xuống, ướt nhẹp. Dù trời vẫn đang quét từng tia sáng vàng ươm xuống lòng đất. Làn mây xám nhỏ sẽ kéo vào thinh không một màn xám xịt, những tiếng sấm bắt đầu dạo chơi cùng ánh chớp. Nắng bị mây giấu nhẹm và tí tách, mưa rơi rơi nhảy nhót khắp nơi trong thành phố Sài Gòn. Trong mùa mưa ở Sài Gòn, có nhiều ngày chỉ có những cơn mưa rào thoáng qua, đủ làm ướt con đường. Nhưng cũng có những ngày với cơn mưa rả rích kéo dài trong suốt cả ngày, hay những ngày với cơn mưa tầm tã suốt cả ngày lẫn đêm. Có đôi lần bầu trời Sài Gòn nhắc nhở mọi người về một cơn mưa đang sắp sửa đổ bộ xuống lòng đường. Ấy là khi màn mây đen che lấp một khoảng không rộng lớn mà cứ tưởng rằng trời đã dần về đêm, để rồi cơn gió mạnh thổi bay đám bụi lên không trung như cơn lốc xoáy nhỏ. Hàng cây già rùng mình sợ hãi chẳng dám níu giữ tán cây, để hàng loạt chiếc lá cứ thế xoay vòng tứ tung. Đến đỉnh điểm, một tia chớp sáng rực tận chân trời, mở màn cho mưa ào ào len lỏi khắp lối trước khi lặng yên trên nền đất. Và cũng có đôi khi mưa Sài Gòn âm thầm lặng lẽ ngân lên khúc nhạc của mình về đêm, khi tất thảy mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ êm đềm với giấc mơ nhẹ dịu. Cứ thế từng âm thanh rung lên rồi từ từ tan vào mặt đất. Chỉ có bóng đèn đường đỏ rực soi bóng cho câu chuyện mà mưa đang kể. Đến sáng hôm sau, người Sài Gòn chợt nhận ra một cơn mưa đêm vì lòng đường còn ướt át. Để rồi tiên tiếc vì bỏ lỡ một khoảnh khắc đẹp của đêm. Tôi đã chứng kiến nhiều cơn mưa lớn ở Sài Gòn lắm. Yeah. Mưa tầm tã, đúng là mưa như trút nước. Đó. Yeah. Nhưng mà thời chúng tôi á, tôi nhớ là đường có ngập chứ không phải là không. Nhưng mà nước rút đi cũng nhanh lắm. Yeah. Nhanh. Lý do là như thế này này. Phải nhận là khi người Pháp họ xây cất cái thành phố Sài Gòn á, họ có tính toán chỗ nào là nơi rút nước. Yeah. Rồi chỗ nào là dự trữ cái nọ kia đủ hết rồi. Yeah. Và khi họ xây dựng một thành phố đó, họ tính toán là nó sẽ như thế nào cả trăm năm sau á. Yeah, ừ, chứ không phải là trong chốc lát đâu. Thì như tôi biết á, cái khu nhà bè á, yeah, bây giờ là quận 7 rồi lập cái Phú Mỹ Hưng á, đó, là con đường thoát nước của Sài Gòn. Yeah. Mưa lớn mấy thì lớn, chỉ ngập một chút xíu thôi, sau đó là có cái đường thoát nước ra. Nhưng mà ông này còn viết tiếp cơ. Ông viết là mưa Sài Gòn như vậy nhưng mà người Sài Gòn đối với cơn mưa nó như thế nào đó. Cô đọc tiếp cái đoạn nó cũng hay lắm. Dạ vâng ạ. Mưa và người Sài Gòn. Sau cơn mưa, trời lại trong xanh. Chẳng còn gì ngoài những giọt mưa đọng trên mặt, trên tóc, trên áo người đi đường. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Và lòng người cũng vậy. Không còn những khuôn mặt nhăn nhó. Có lẽ cơn mưa bất chợt đã làm dịu đi những muộn phiền vất vả, làm trôi đi những cơ cực bao ngày. Mưa Sài Gòn khiến cho lòng người thổn thức khi nhìn thấy sự thay đổi của đất trời,
và của chính mình, nhấc mình ra khỏi vòng lẩn quẩn của công việc, của cuộc sống. Dù giây phút ngắn ngủi thôi, nhưng cũng quá đủ để tìm sự lắng động giữa cuộc sống bộn bề. Ngắm nhìn nước mưa lất phất xuống cung đường. Mưa Sài Gòn, những giọt mưa đọng trên áo, trên tóc, trên mặt người đi đường. Nhưng bạn chợt nhận ra những nét mặt khác với thường ngày. Không nhăn nhó, không vội vã, vì phải chờ đèn xanh. Có lẽ cơn mưa bất chợt đã phần nào đó làm dịu mát nỗi lòng của con người, để họ có thể dễ dàng thở ra những muộn phiền, để mưa làm trôi đi bao nhọc nhằn ngày cũ. Cơn mưa ngắn ngủi cũng đủ làm dịu lại cái gay gắt của những ngày nắng nóng, khiến cho con người ta được phép thả hồn mình bên ly cà phê. Để khi Sài Gòn nhẹ nhàng bước vào mùa mưa, lòng người lại nhóm nhen lên không ít chuyện, chỉ hẹn đến ngày này lại đem ra để vui cùng. Sài Gòn mưa là lúc bàn tay ai nắm bàn tay ai, lướt nhanh trên phố, hơi ấm trao nhau dưới tán ô chung ngại ngùng mà trìu mến. Sài Gòn mưa là lúc đôi vai ai dựa thật sát vào nhau, núp dưới tán hiên nhà người lạ, dù xung quanh đông người cùng chen chúc. Những cơn mưa sáng không quá to nhưng cũng khiến cho áo mỏng của nàng phải tìm hiên để nép. Chẳng còn ngỡ ngàng khi ai đó đang bon chen dòng người hối hả, bỗng ướt sũng bởi cơn mưa rào trút thẳng xuống giữa cái nắng hanh hao mà chẳng thèm báo trước. Những người đi đường không mang theo áo mưa, chạy vội vào mái hiên nhà ven đường để trú mưa. Trú mưa ở Sài Gòn là những khoảnh khắc khá đặc biệt. Giữa dòng chảy thời gian bận bịu thường ngày, đột nhiên tất cả phải ngừng lại, nhường chỗ cho một ít phút tươi mát, nghỉ ngơi. Mọi người quay quần dưới một mái hiên xa lạ nhìn mưa rơi. Có người suýt xoa sao mưa to thế. Có người yên lặng. Có người nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng cả nhóm người tự nhiên bắt được một chủ đề chung. Thế là nói chuyện rôm rã. Ông ấy viết hay mà khá chi tiết. Dạ. Ừ. Người Sài Gòn đối phó cơn mưa như thế nào? Từng giai cấp một. Người giàu như thế nào, người nghèo như thế nào, người đi đường bất chợt gặp cơn mưa thì như thế nào, ông tả khá chi tiết. Có lẽ ông này là một trong người nhớ cơn mưa cơn nắng ở Sài Gòn lắm đó, mới viết ra như vậy được. Tôi biết một trường hợp có một người nhớ mưa ở Sài Gòn nói riêng và ở Việt Nam nói chung ấy, nhớ đến độ như thế này. Chuyện này xảy ra ở New Orleans, nơi mà nhiều người Việt chúng ta tụ lại như từng làng một. Yeah. Ừ. Tôi qua bên Mỹ thì ở bên đó một thời gian, quãng trình nửa năm, New Orleans. Tôi chứng kiến một chuyện bây giờ nghĩ lại vừa buồn cười vừa thương. Hôm đó ông Linh Mục dẫn tôi đi thăm một khu vực bà con người Việt ở. Tự nhiên thấy tiếng nước róc ra róc rách, đúng như là tiếng nước mưa, mà trời thì không thấy mưa. Yeah. Nhìn quanh quẩn, thấy trên cái mái nhà tôn nhà kia đó, có một cái vòi nước ở trên đó. Hơi ngạc nhiên. Thì vị linh mục mới nói là thế này này, cái ông này, ông ấy nhớ Việt Nam quá, ông nhớ mưa Sài Gòn quá, ông chịu không nổi. Mà ông bảo tôi mà không nghe thấy tiếng nước mưa tôi không ngủ được. Thành ra bắt cái vòi nước lên trên mái tôn đó, để nó cứ tí tách ở trên đó, nó rỉ rả trên đó hoài. Thì ông mới có yên lòng và ngủ được. Ông nhớ cái tiếng động của những cơn mưa như thế lắm. Tiếng giọt mưa rơi xuống tí tách thế nào. Không có không ngủ được. Ông đó là nhớ hạng nhất rồi đó. Ngoài ra ở trong bài viết của ông Ngưu này có một chi tiết, hay là nói đúng là một câu văn. Ông viết hay quá. Mưa ướt cả tiếng chuông. Ừ. Chữ nó hay thật. Tại sao ông viết được câu nó hay thế? Nói tới tiếng chuông ấy, tôi cũng nhớ những kỷ niệm của tôi về những cơn mưa trên một nhà nguyện nhỏ. Nếu cô Minh Châu nhớ đó, thì ở Sài Gòn, quận 3, có con đường là con đường Tú Xương. Con đường đó, đó nó từ phía quận 3 nhưng mà nó đi ngược tuốt trở lên đó, đến tận quận 1. Đó. Nhưng mà gần phía quận 3 hơn thì có một tu viện. Đó là tu viện Mai Khôi của dòng Đa Minh.
ở đó ban đầu thì có một vài vị linh mục đa minh người Pháp, nhưng về sau này hoàn toàn là các vị người Việt không. Trong tu viện đó đó trồng rất nhiều ngọc lan, hoa ngọc lan thơm thơm ngát rồi. Và ở trong lòng nhà nguyện của tu viện đó đó có một bức phù điêu, tức là họ đắp nổi ra cảnh Chúa Giêsu sinh trong hang đá, Đức Mẹ Thánh Giuse, các thiên thần, mục đồng vân vân, nhưng mà hoàn toàn là y phục Việt Nam. Chuông ở trong nhà nguyện đó đó không phải chuông đánh theo kiểu Tây phương, mà tiếng chuông trầm trầm, tiếng chuông chùa đó. Vị linh mục người Pháp đó tên Việt Nam ông lấy là Đỗ Minh Vọng. Ông mê cuốn truyện Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng, thành ra ông làm tất cả mọi khung cảnh cũng ngọc lan các thứ, rồi tiếng chuông chùa như vậy. Tôi nói cái câu chuyện đó là vì thế này này, nơi đó trồng rất nhiều ngọc lan thơm, và mỗi một khi mà cơn mưa Sài Gòn đổ xuống đó thì con đường nó được tráng sạch sẽ và có vẻ nó tinh khiết lắm, vì đường thì sạch, lòng đường cũng sạch, trên cây á, lá tươi mát hết và mùi ngọc lan thơm. Sau một cơn mưa lòng mình cũng thấy mát mẻ, rồi đi qua con đường đó mùi ngọc lan như thế, khung cảnh tươi sáng như thế, mình thấy Sài Gòn đẹp quá. Đó là một trong hình ảnh sau cơn mưa ở Sài Gòn mà tôi khó có quên được. Rồi trong này ông nói tới những cảnh trú mưa, có nhiều mối tình nảy nở do cái chuyện trú mưa lắm. Đặc biệt là những tình yêu của tuổi học trò, đội cặp táp lên đầu chạy, xong rồi không có khô được nữa thì chạy ào vô một cái mái hiên thôi. Ở đó hai bạn con trai đã đứng ở đó rồi, cô này thì thẹn thò quá đứng đó, nhưng mà có mấy con trai để ý, rồi bắt chuyện, rồi về nhà mà nhớ nhau. Hoặc là một cô đang đứng ở đó trú mưa thì mà anh con trai bạn cùng trong lớp của mình có xe phóng ngang qua mà lại có áo mưa nữa, thế thì dừng lại rồi đi nhờ xe. Từ đó mà sinh ra những chuyện tình cảm đẹp đẽ về sau này nhiều lắm. Mà cái đó thì không thể xảy ra ở bên Mỹ này. Không thể Bên nào Mỹ là không có những cái được. cảnh như thế. Bởi vậy nhiều khi trong những cái cảnh mà nó bảo nghèo không phải là nghèo, nhưng mà cái phương tiện nó không đầy đủ đó, Dạ đúng. thì lại nảy sinh những tình cảm rất là đẹp. Rất là thô sơ thầy ha, nhưng Đúng mà rất rồi. là đẹp.